Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Thuần Thảo, 38 tuổi, và vợ là Trần Thị Kim Trinh, 29 tuổi, ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thảo nghiện ma túy 18 năm nay và từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sáng ngày 28 tháng 6, Thảo điều khiển xe máy chở vợ đi trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột thì lên cơn nghiện. Vì không có tiền mua ma túy nên thấy một người phụ nữ chạy xe máy phía trước để một chiếc điện thoại iPhone 7 ở túi quần và lòi một nửa ra ngoài nên thảo đã áp sát xe máy để vợ mình cướp giật lấy chiếc điện thoại sau đó cả hai đem điện thoại đi cầm được một triệu đồng và tìm mua ma túy sử dụng